Xin chào mừng tất cả các bạn trở lại với điểm tin chuyển nhượng của Pháo Thủ và tôi là Mo. Ai chưa subscribe đăng ký cho kênh thì làm ngay đi nhé. Như vậy là cũng đã gần 2 tuần trôi qua kể từ bản tin trước và cũng chỉ còn vài ngày nữa thì giải Ngoại hạng Anh sẽ trở lại với mùa giải mới. Mọi chuyện đã có một chút chậm rãi hơn cho Pháo Thủ. Ngay sau đây, tôi sẽ giúp các bạn điểm lại những thông tin chú ý trong những ngày qua cũng như điểm lại tình hình Arsenal đến với vòng đấu khai mạc của mùa giải mới. Trước tiên là những thông tin chính thức. Thì như đã biết và nóng nhất ở tuần rồi, chính là việc Pháo Thủ đã công bố tân binh thứ 5 ở mùa giải này, đó chính là Oleksandr Zinchenko, hậu vệ đa năng người Ukraine đã chuyển đến từ Manchester City với mức giá được cho là 30 triệu bảng và đi kèm với những điều khoản phụ thêm 2 triệu bảng. Tức qua đây, một cách không chính thức, Arsenal đã cán mốc hơn 100 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng năm nay. Hay chính xác hơn theo Sky Sport, con số đã lên đến 121,5 triệu bảng, đứng đầu tại giải ngoại hạng cho đến lúc này. Một con số đủ để nói lên độ chịu chơi của các ông chủ và hẳn là đủ để khiến các winner hưng phấn cho mùa giải mới. Nhất là khi theo Edu Gaspar, kỳ chuyển nhượng vẫn chưa kết thúc cho Arsenal. Quay trở lại với thương vụ Zinchenko thì anh sẽ mang chiếc áo số 35 và hợp đồng kéo dài đến năm 2026. Để tìm hiểu kỹ hơn về tân binh này, các bạn có thể xem lại video tôi đã làm nhé. Hãy nhấn vào chữ Y ở góc phải màn hình. Lúc này, đến với thông tin chuyển nhượng chính thức tiếp theo, thì ở chiều đi, Arsenal đã tiếp tục cho mượn đi vài cái tên. Đầu tiên, đó là trường hợp của ngôi sao trẻ 18 tuổi Marcelo Flores, hay chính xác, còn được biết đến với một hình ảnh thần đồng của Mexico, dù thực tế thì cầu thủ này có thêm hai quốc tịch là Anh và Canada. Chỉ cao khiêm tốn hơn 1m64, nhưng nhờ sở hữu tốc độ và sự lanh lẹ trong phong cách thi đấu, đi kèm với nền tảng kỹ thuật tốt, Flores luôn dễ dàng để lại ấn tượng trong từng pha bóng, sẵn sàng tạo nên đột biến trên sân, được đánh giá là có tiềm năng phát triển, không thua kém gì Saka. Đó là lý do tại sao cầu thủ này đã được triệu tập lên tuyển quốc gia Mexico và đầy hy vọng góp mặt ở World Cup cuối năm nay. Vì thế, hẳn cũng là nguyên nhân Flores được Arsenal cho mượn qua Real Oviedo ở giải hạng 2 Tây Ban Nha đến hết mùa, giúp cầu thủ này được ra sân nhiều hơn, đảm bảo cơ hội đến với Qatar và tất nhiên là tích lũy kinh nghiệm để trở lại với sân Emirates. Hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp cho Marcelo Flores. Trường hợp tiếp theo được cho mượn đi đó là Ryan Alebiosu, hậu vệ cánh người Anh gốc Nigeria, được Arsenal cho mượn sang câu lạc bộ Kilmarnock ở giải ngoại hạng Scotland đến hết mùa. Đây là lần thứ hai cầu thủ đa năng này được cho mượn đi, sau khi nửa sau mùa rồi thi đấu tại giải hạng 3 trong màu áo của Crew Alexandra. Sở hữu thể hình cao lớn 1m88 và năng lực chuyên môn được đánh giá là khá triển vọng. Nhưng trong vài năm qua, Alebiosu chưa thực sự có được sự phát triển lớn và không nhiều khả năng để có thể xuất hiện ở đội hình 1 của Arsenal. Qua đó, đây rõ ràng là một cơ hội tốt để Alebiosu thể hiện mình. Hy vọng rằng anh sẽ tận dụng tốt để tìm kiếm bến đỗ mới trong tương lai, khi mà hợp đồng của anh cũng chỉ còn lại một năm với Pháo Thủ. Đến với cầu thủ thứ ba được Pháo Thủ cho mượn đi trong tuần qua, đó chính là thủ môn trẻ Arthur Okonkwo, khi anh được cho Crew Alexandra ở giải hạng 3 mượn đến hết mùa. Đây là lần đầu tiên thủ môn trẻ này được cho mượn đi và cũng không bất ngờ lắm với quyết định này từ Mikel Arteta, khi mà với sự xuất hiện của Matt Turner và sự trở về của Renarsson, cơ hội là không có cho thủ thành 20 tuổi, cao 1m98. Hy vọng Okonkwo sẽ có được những kinh nghiệm cần thiết và biết đâu còn là cơ hội đến với World Cup cùng tuyển Nigeria. Còn thì cuối cùng trong danh sách những cái tên ra đi thì chúng ta có trường hợp của chiến thần Nuno Tavares. Sau thông tin sớm từ Fabrizio Romano thì hậu vệ trái 22 tuổi của Pháo Thủ đã được xác nhận cho mượn sang Marseille tại Ligue 1 đến hết mùa và không có điều khoản mua đứt nào. Vâng, lại là Marseille, đội bóng này đang liên tục có những thương vụ với Pháo Thủ trong những mùa qua. Và mới nhất, ở đầu kỳ chuyển nhượng năm nay đã là sự ra đi chính thức của Guendouzi. Để nói, thì đây chắc chắn là một điều tốt cho Tavares sau sự có mặt của Zinchenko. Hy vọng chiến thần này sẽ thực sự nâng tầm bản thân với những kinh nghiệm mới khi được ra sân nhiều hơn. Đặc biệt thì với những gì Saliba đã có được, chúng ta có niềm tin rằng Tavares cũng sẽ được như thế. Vâng, và đó đã là những gì Pháo Thủ thực hiện trên thị trường chuyển nhượng ở thời điểm chỉ còn vài ngày nữa ngoại hạng sẽ trở lại, cũng như là khoảng đúng một tháng nữa khi chuyển nhượng mùa hè sẽ kết thúc. Vì thế hôm nay sẽ không có những cập nhật tin đồn, mà thay vào đó tôi sẽ giúp các bạn nhìn lại danh sách đội hình của Mikel Arteta. Ở vị trí thủ môn, với sự ra đi của Okonkwo và sự có mặt của Matt Turner, trên danh nghĩa Pháo Thủ đang có 4 cầu thủ để lựa chọn, đó là Ramsdale, Matt Turner, Ben Leno và Renarsson. Thực tế thì gần như chắc chắn sau những gì làm được mùa trước, Ramsdale tiếp tục là sự lựa chọn số 1, còn thì Matt Turner được cho sẽ là số 2 tại Arsenal khi mà Ben Leno nhiều khả năng sẽ ra đi. Và rồi Renarsson nếu không có gì thay đổi sẽ là thủ môn số 3. Để nói thì tình hình này khá là ổn cho Mikel Arteta. Pháo Thủ không hề lép vế khi so với những đối thủ cạnh tranh và đủ chiều sâu trong một mùa giải hứa hẹn bận rộn khi trở lại với đấu trường châu Âu. Lên đến vị trí trung vệ, Arsenal hiện đang có đến 5 cầu thủ để lựa chọn là Gabriel, William Saliba, Ben White, Rob Holding và Pablo Mari.
để đánh giá một cách khách quan thì với sự trở lại của tuyển thủ Pháp William Saliba, chiều sâu và chất lượng ở vị trí trung vệ đã được nâng tầm. Mikel Arteta đang sở hữu đủ những nhân tố để triển khai hệ thống 4 hậu vệ hay 3 trung vệ yêu thích. Chỉ cần chơi đúng phong độ, có lẽ số bàn thua mùa này sẽ được giảm mạnh cho Arsenal. Ở đây vẫn còn bỏ ngỏ chuyện tương lai của Pablo Mari, nhưng dù có hay không sẽ ra đi của trung vệ người Tây Ban Nha, vị trí trung vệ đã tỏ ra đủ sức cạnh tranh cho top 4. Lúc này, nhìn ra hai biên, mọi chuyện cũng đã tương đối định hình, nhất là ở biên trái với sự có mặt của Zinchenko và Tierney. Không còn một cảm giác bất an như ở mùa trước, Arteta đang sở hữu hai cầu thủ thực sự chất lượng, giúp ông có thể biến ảo sơ đồ chiến thuật, tạo ra đột biến ngay từ hàng thủ, mà có lẽ Kieran Tierney vẫn là sự lựa chọn chính. Nói về cánh phải, tạm bỏ qua trường hợp khá bỏ ngỏ về tương lai của Bellerin, thì dù không phải là quá mạnh mẽ, nhưng Tomiyasu và Cedric Suarez dường như đủ để đảm bảo sự chắc chắn trong tấn công lẫn phòng ngự cho Arsenal. Với Tomiyasu, có lẽ là người thường xuyên được xuất phát. Còn thì chắc chắn, trong trường hợp Bellerin ở lại năm cuối trong hợp đồng, cánh phải thực sự là chất lượng cho Arsenal. Lúc này, hướng lên hàng tiền vệ, ở vị trí trung tâm, tình hình là đang khá chật chội cho Mikel Arteta khi có đến khoảng 6 cái tên, đó là Xhaka, Partey, Enneny, Lokonga, Torreira và Maitland-Niles. Nhìn chung để chọn trong sơ đồ cần hai tiền vệ trung tâm, Partey và Xhaka rõ ràng là những cái tên hàng đầu, khiến pháo thủ không thua kém nhiều những đối thủ khác. Tuy nhiên, với những cái tên dự phòng là Lokonga hay Enneny, mọi thứ có vẻ vẫn chưa thật chắc chắn và mang lại niềm tin đủ lớn. Chưa kể đứng trước khả năng ra đi của Torreira và Maitland-Niles, có lẽ một tân binh cho vị trí này là điều cần phải xảy ra trong tháng cuối của kỳ chuyển nhượng. Và trong thời gian qua, Tielemans vẫn đang là cái tên hot nhất được nhắc đến cho Arsenal. Hy vọng Edu và Arteta sẽ có những quyết định đúng đắn. Lên tới các vị trí cao hơn, tình hình cũng đang rất ổn cho pháo thủ. Xét một cách tương đối, ở cánh trái, cánh phải và trung tâm thì chiều sâu và chất lượng đang được đảm bảo. Biên trái thì đó là Martinelli và Emile Smith-Rowe thay phiên nhau, hay có thể là cả Marquinhos nếu như cầu thủ trẻ này không được cho mượn đi ở mùa giải này. Còn thì cá nhân tôi tin rằng Martinelli sẽ là nhân vật chính. Ở cánh phải thì Saka và Bebe cùng với Nelson rõ ràng cũng khá là mạnh mẽ với đủ những phong cách khác nhau. Tuy nhiên với các tin đồn ra đi của Bebe, đây có thể sẽ là vị trí còn có thể biến động nhiều. Và theo các nguồn tin, Arsenal được cho là đang tìm kiếm một cầu thủ cho vai trò tấn công cánh phải này. Chúng ta cùng chờ xem liệu mọi chuyện sẽ ra sao trong một tháng tới. Còn thì ở vai trò trung tâm, hậu công, Arsenal đang sở hữu những cầu thủ rất chất lượng, đó là Martin Odegaard và Fabio Vieira. Trong đó, nói về tân đội trưởng người Na Uy, rõ ràng không còn phải bàn cãi nữa về mặt đẳng cấp. Cùng vị trí, có lẽ chỉ Kevin De Bruyne của Man City là xuất sắc hơn ở giải ngoại hạng. Chỉ có điều, tân binh Fabio Vieira cho đến giờ vẫn chưa có cơ hội để thể hiện mình vì chấn thương. Một dấu hỏi nhẹ vẫn dành cho sự hòa nhập của cầu thủ người Bồ Đào Nha. Còn thì cuối cùng lên tới hàng tiền đạo, với sự có mặt của Gabriel Jesus, người đã liên tục ghi bàn và để lại dấu giày trong khoảng chục bàn thắng tới lúc này ở giai đoạn tiền mùa giải, thì pháo thủ đã phần nào có thể quên được Aubameyang và Lacazette. Đó có thể là quá sớm để nói khi mùa giải chưa bắt đầu, nhưng sau sự hòa nhập nhanh trong giai đoạn giao hữu, mọi thứ thực sự tích cực. Có lẽ Arsenal đang sở hữu một ứng cử viên vừa phá lưới rồi. Bên cạnh đó, thì Nketiah và Balogun rõ ràng cũng là những cái tên dự bị đáng tin cậy, đáng được trao niềm tin ở mùa giải năm nay. Thực sự thì nếu có thêm một cái tên nữa xịn hơn thì chắc chắn cũng tốt hơn. Tuy nhiên, đó hẳn không phải là một sự ưu tiên. Vâng, và vừa rồi chúng ta đã cùng nhìn lại với nhau đội hình của pháo thủ trước khi bước vào mùa giải mới 2022-2023. Dù chưa thật ưng ý nhất và vẫn chờ đợi thêm những sự bổ sung tân binh, nhưng cá nhân tôi đang cảm thấy rất tự tin với những gì Mikel Arteta có trong tay. Niềm tin dần lớn hơn qua từng kết quả giao hữu, rằng ông và các học trò đủ sức để giành lấy một vị trí trong top 4 hay cao hơn. Ngay sau đây, hãy cùng nhìn ngắm qua những sơ đồ chiến thuật và nhân sự có thể là mạnh mẽ nhất của Arsenal ở mùa giải năm nay. Các bạn có suy nghĩ gì về pháo thủ và dự đoán ra sao về mùa giải tới? Hãy để lại bình luận nhé! Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Đừng quên like, share video và subscribe đăng ký cho kênh nhé! Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.